Đi. Mày đi đâu? Mày xem phim ít thôi. Giờ làm gì có chuyện lệnh truy nã lại dán linh tinh như thế. Làm như phim kiếm hiệp không bằng ấy. Mày chả biết cái gì cả. Tìm người đã khó, nhưng sẽ đỡ khó hơn khi có các camera chạy bằng cơm quanh làng, mày hiểu không? Bao nhiêu vụ rồi, vẫn từ những bà buôn dưa lê bán dưa chuột mà ra cả đấy. Bởi vậy cho nên bây giờ người ta muốn tìm ai ấy, người ta chỉ cần dán cái tờ truy nã quanh làng thế thôi. Thì cứ cho là như thế đi. Nhưng mà liên quan gì đến mình mà mình đi xem tờ truy nã? Bởi vì tao thấy cái người ở trong đấy nhìn quen quen, nhìn giống bạn mày lắm. Tao dẫn mày ra xem có phải bạn mày không. Đây này. Ồ. Mặt thằng Hiếu lù lù ra đây mà mày không nhận ra à? Thằng Hiếu á? Đi ra xem nào. Ơ nhờ. Sao nó chụp ảnh thẻ nhìn nó sang sủa đẹp trai này mà ở ngoài nhìn nó xấu như chó ấy. Thì giờ công nghệ Photoshop nó phát triển thì nó thế. Thế nếu đây là nó thì sao nó lại bị truy nã nhở? Hay nó giết người? Trong phim đầy cái kiểu giết người xong về quê ẩn náu, chục năm sau mới bị bắt đấy. Trời ơi, mày vừa bảo tao xem ít phim xong. Không phải đâu. Tao nghĩ là cái thằng này này, nó hack hệ thống ngân hàng, nó chiếm đoạt của người ta hàng nghìn tỷ đấy. Đấy, mày khác tao chắc. Xem ít phim qua đấy. Mày kệ tao đi. Mà tao không quan tâm nó truy nã vì cái tội gì. Cái tao quan tâm ấy, đây này, bắt được là thưởng ngay 100 triệu. Nếu nó lừa thì sao? Tao thấy cái tờ truy nã này nó cứ sai sai thế nào ấy. Mày sợ lừa đúng không? Đây, gọi vào số điện thoại này, biết ngay. 09 Alo. À, alo chú ơi chú. À, chú ơi cháu thấy có tờ truy nã dán là nếu mà tìm được người ở trong này là được thưởng 100 triệu hả chú? Đúng vậy. Bắt được nó, gọi ngay cho tôi. Vâng ạ, chú ơi, chờ cháu một phút mốt, cháu bắt được thằng này ngay. Chú ạ, vâng ạ, vâng, vâng, chào chú. Mày ơi đúng mày ạ, 100 triệu đấy. Đi bắt thằng Hiếu đi, tao có kế hoạch này, đi. Ê, xong nhớ chia đôi tiền thưởng nhé. 50-50, ok. 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 Sao mình cứ thấy cái gì đó sai sai ấy nhỉ? Lạ thế nhở, hôm nay tự nhiên chị Quỳnh bảo là mang đồ qua nấu. Chắc cũng phải rõ. Đồ đâu? Rắc lên đồ ăn của nó là nó ngất thôi. Được, xong việc chia đôi tiền, yên tâm. Ok. Hello các bạn. Ơi, chị Quỳnh anh Hùng đây rồi. Ôi giời ơi, anh chị đi kiểu gì mà để bọn em đợi mãi, lâu thế. Này hai bạn cho bọn mình ăn gì đấy? Đây, hôm nay tao sẽ chiêu đãi chúng mày món thịt xiên nướng cầu vồng. Đấy, nghe hấp dẫn chưa? Nghe đã chưa? Thịt xiên nướng cầu vồng. Đấy, nghe hấp dẫn đấy nhỉ. Mày nấu à? Sao lại tao nấu, mày nấu chứ? Đây, làm đi. Ồ, tao có biết làm đâu. Trước giờ chưa nghe thịt xiên nướng cầu vồng bao giờ cả. Tao chỉ biết là thịt xiên nướng mắc mật này, thịt xiên nướng rau củ quả này. Chứ cầu vồng chưa nghe bao giờ. Đấy, cầu vồng là rau củ đấy. Đây thầy, nó nhiều màu sắc xanh đỏ tím vàng thế này thì chẳng gọi là cầu vồng à. Làm đi khổ lắm. Rồi. Cà tím, màu tím này. Ớt chuông thì có. Xanh đỏ. Đẹp không? Rồi, ok đấy nha. Yeah. Đấy, hành tây màu trắng. Hành đấy. Tây màu trắng, cà tím. Rồi, ớt. Rồi, còn quả. À, quả dứa kia nữa màu vàng. Đúng rồi. Dứa màu vàng. Rồi, xem nào. Dứa màu vàng. Đấy. Rồi, đầy đủ màu ấy nhá. Yeah. Okay. Bây giờ như này, chúng mày ấy cắt mấy cái củ quả này ra cho tao nhá. Yeah. Cắt tất cả thành hình vuông nhỏ nhỏ thôi để còn cho nó đẹp nhá. Còn thịt bò nữa này, được rồi. Tao sẽ thái thịt bò tất cả thành hình vuông hết. Ok? Ok.
Rồi, đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ đến công đoạn ướp thịt. Đấy. Chúng ta sẽ cho vào đây là ngũ vị hương, bột tỏi, nước tương, dầu hào này, hạt nêm và một chút dầu ăn. Rồi bóp đều cho ngấm gia vị nhá. Mày ra ngoài kia mày mua chai nước vào đây, tao cho nó uống nó ngất luôn đi chứ đợi này bao giờ. Đợi tí nữa nướng xong, xong rắc thuốc vào, nó ăn là được. Các cụ bảo rồi, dục tốc thì bất đạt. Mà tí nữa thằng Hiếu nó ngất nhá. Còn cái Thảo, con Tuyên, làm thế nào bây giờ? Khử luôn à? Ok. Gì mà khử luôn? Thì mày vừa... Ôi mày dở à? Tao ngứa cổ tao gãi này, khử cái gì? Tí nữa thằng Hiếu ngất đấy. Mình bảo với hai đứa kia là ở lại dọn dẹp, mình đưa nó đi khám là xong. Một đứa tồ, một đứa chậm, nói gì chả tin. À. Rồi, sau khi chúng ta ướp thịt bò xong vậy, chúng ta sẽ để tầm 30 phút để cho thịt bò ngấm đều gia vị. Sau đó thì chúng ta sẽ xiên với rau củ quả nhá. Thế, thịt đã ngấm đều gia vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xiên nhá. An toàn vệ sinh thực phẩm một tí đi Hiếu. Mày làm như tao bẩn lắm không bằng này. Chị Tuyền ơi, tay anh Hiếu nhà em sạch lắm. Đi vệ sinh xong có hôm nào rửa tay đâu. Ừ. Ôi ôi, thế thì riêng cậu phải đeo hai cái găng tay vào. Đây. Đấy các bạn ạ. Làm cho chúng nó ăn rồi mà chúng nó vẫn còn bóc phốt, còn bắt bẻ tôi đấy. Có sung sướng gì đâu. Rồi, được rồi, làm đi, khổ quá. À, này thì hai cái. Thằng Hùng ơi, nhóm bếp rồi nha. Đúng rồi. Bây giờ thì Hiếu sẽ xiên nhá. À, đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ xiên vào đây một miếng rau củ quả có màu trước đã. Sau đó thì chúng ta sẽ xiên một miếng thịt vào. Và cứ tiếp theo lần lượt như thế. À, cứ mỗi miếng thịt thì lại là một màu khác nhau. À, làm sao mà để xiên hết là được nhá. Đẹp chưa? Đẹp. À, ô, xiên đi chứ còn ngồi nhìn gì à. Nữa. Xiên đi. Xiên luôn. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nướng nhé. Ê, ngon thế này. Bạn Quỳnh ơi. Ừ? Này bạn Quỳnh có âm mưu gì hay sao mà cho bọn mình ăn ngon thế? Mày dở à? Âm mưu gì đâu? Tao có đồ ngon thì tao mang sang thôi mà. Nướng đi không cháy đấy. Đấy cửa. Em kiềm chế mãi không ăn vụng, để cho thật đói, ăn cho được nhiều ấy. Mà thôi nhìn nhau gì nữa, ăn đi. À, đây là mỗi đứa cầm xiên trụng vào vô gái cho vui nhé. À, chụp vào đây. Chụp vào. Đấy. Nào. Ý sợi. Đúng cầu vồng luôn. Ê chúng mày, đi lên ăn trộm ổi kìa. Ở đâu? Ừ. Thằng của mày dỗi hơi à? Đâu? Mày bỏ cái trò đi nhá. Ăn này. Ô. Cho trắng xóa hết với nhau này. Sao nhìn tao? Mày vừa dắt cái gì vào đây đúng không?
vị vào mà. Người ta bảo là cho vào ăn ngon hơn ấy, không tin mày ăn thử xem, hiểu? Không, mày ăn trước đi. Ơ cái thằng này mày không tin tao à? Được, Hùng, ăn thử cho nó tin. À, tao phải đáp, mẹ tao gọi. Tôi chết rồi. Chiến hữu thế này cũng khổ không với chứ. Anh chị ơi, như kiểu là chị Quỳnh chị định hạ độc mình ấy. Giờ mà để chúng nó ăn thì không được, mà mình ăn vào thì càng không. 36 kế chuột là thượng sách. Đi. Ôi, bác Đại ôm cô nào kìa. Quỳnh buồn cười thật đấy. Hẹn bọn mình bảo đem đồ ăn ra để ăn, thế mà nấu xong lại đem về ăn một mình. Biết thế lúc nãy em ăn vụng vài miếng, đỡ thèm hơn không? Hì cái gì hả? Hì cái gì? Tao nói cho mày biết nhá, cái loại gặp nguy bỏ bạn, kể từ giờ phút này nếu như bắt được thằng Hiếu nhá, thì mày 3, tao 7 cho mày chừa. Ở đây, tao chạy chả đỡ bị lộ hơn à? Tao ở đấy ăn vào ngất ra thì biết giải thích với chúng nó như thế nào. Mà này, hôm nay tao vào nhà mày chơi không thấy đàn chó ra hỏi thăm thế. Hỏi thăm cái gì? Đồ hôm qua tao mang về đấy, xong tao để quên ở đấy. Chúng nó ăn vào, chúng nó ngất ra đấy cũng đã dậy đâu. Kiếm được 50 triệu khó thật đấy. 30 thôi, giờ này lấy đâu ra nắm. Chắc là mày trêu tao thôi đúng không? Bạn bè với nhau cơ mà. Ai thèm trêu mày hả? Tao nói thật đấy. Nói đấy tao lại muốn đấm cho mày một phát. Mày đấm tao thì làm sao mà bắt được thằng Hiếu mà lấy thử âm? Được rồi, tao tha không đấm mày, nhưng mà mày vẫn chỉ được 3 phần thôi. Giờ như này. Hiếu ơi, nét đi, nét đi. Hiếu ơi, trên này đây. Ui. Này. Cái gì? Ui, chúng mày bị điên à? Chúng mày gào to thế để bố tao biết, bố tao đóng cửa cho tao nghỉ đi chơi luôn à? Hay gì? Hả? Đi chơi nét, tao bao. Thật à? Này, nó bao nét, tao bao nước. Úi dồi. Này, thế hai đứa chúng mày vừa đi ăn cướp à? Đồ già lắm tiền này. Thế có đi không thì bảo nói lắm quá cơ. Đi. Lên xe. Xe đúng không? Ôi trời đấy. Đi đi. Chị Quỳnh ơi. Sao chị lại chuẩn bị chó anh Hiếu như em làm gì đấy? Ở đâu đâu, chị chó ở đâu? Chị thấy nó đi xe, chị sợ nó ngã, chị thắt cho nó cái dây an toàn mà. Chó ở đâu? Thế anh chị định đi đâu thế? Cho em đi với. Bọn anh đi có việc, mày trẻ con biết cái gì. Đi Quỳnh. Cho em đi với. Làm gì đây? Chơi luôn đây à? Gió đang mát nhở? Mày chết chưa con? Tội phạm trốn truy nã hả? Mày ngồi yên đây nhá, không người ta cho mày ăn đấm đấy. Trốn truy nã? Này, trò mới à? Chơi như thật đấy nhỉ? Cười à hả? Hùng, gọi người mang tiền thưởng đến. Có tiền thưởng gọi họ đi. Tao quên điện thoại rồi. Mày nhá, cái gì cũng đến tay tao, mày hai tao tám, không được cái tích sự gì cả. Như này vui chưa, trò chúng mày chơi này, con tin chạy thoát rồi. Nó chạy kìa, nó chạy. Ôi Hùng ơi, rồi cái thằng này. Ôi. Này, đố chúng mày bắt được tao không bắt được làm chó. Nó chạy đâu được nhỉ? Hay là kiếm cái gì nhử nó ra đi, chứ tìm đến bao giờ. Mày có tiền không? Mang ít ra để nhử nó. Đây chả thích tiền. Thế nó thích gì?
Ờ, tiếng thằng Hiếu mà. Thế sao đấy tiếng không đến người nhỉ? Vì tao ở đây này, bắt tiếp đi hai con rời. Con lợn đây rồi. Không, trói nó vào gốc cây. Cái trò này hay được anh nhỉ? Hai bạn cứ thế phát huy nhá. Hằng ngày trêu chó chỗ ổi chán rồi. Hôm nay chơi cái trò này hay này, như thật luôn. Thôi, để tao gọi người đến lấy tiền thưởng nhé. Ờ, gọi đi, lấy đi. Ô, Tuyết Thảo ơi, ra chơi vui 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 lắm, ra đây. À, anh chị chơi trò gì mà vui thế? Chơi vui thế này mà bảo là đi có việc à? Cho em chơi với. Ừ, trông hay thế nhở? Cứ như là cái trò bắt con tin ấy, mình chơi lại đi. Bây giờ mình oán, ai thua thì sẽ làm con tin nhá. Hiếu, cởi chó đi chơi. Cởi đấy, cởi đấy. Cho này oán đấy. Đây. Nào, oán đi. Nào, quần vào đây. Ăn gì đấy? Gì? Oán ra chua làm con tin mày. Nào. Tôi đây. 1, 2, 10. Này, mày thua rồi. Bây giờ mày là con tin nhá. À, tao với cái Thảo với cái Tuyến ấy sẽ là đồng đội của mày. Còn thằng Hùng ấy thì nó là quân địch. Đấy, nhiệm vụ của thằng Hùng ấy là bây giờ phải đi bắt ba đứa tao. Bắt được thêm đứa nào thì trói đứa đấy nhá. Mày bắt hết cái đám bọn tao thì coi như là mày thắng, được chưa? Chịu khó tí nhá, tí tao thả mày ra. Nhanh lên, kiến nó đốt tao. Được ra. Nào, bây giờ chạy nhá. Đếm này, 3, 2, 1, chạy. Này, cởi trói. Này, mày tự thả con tin là mày thua nhá, mà thua là phải chua hàng đấy. Chạy đi. Cởi. Mày đợi tao đi bắt chúng nó đã. Phải làm cho chúng nó tưởng mình đang chơi trò chơi thật, không thì lộ hết ra thì. Không. Ôi thầy, cứu tôi. Bắt được ba đứa kia mệt hết hơi. Mà may thắng ấy chứ, thua thì cái Quỳnh đấm mình chết. Cái Quỳnh, Quỳnh vẫn trói ở gốc cây chưa thả. Cái Quỳnh. Mày nhá, bây giờ thì mày 1, tao 9 nhá. Cái loại bán đứng bạn bè, cái loại nói xong không nhớ mà lớ ngớ là quên ngay nhá. Thì tao cũng định về nhà uống nước, xong ra cửa trói cho mày. Ai ngờ mệt quá quên luôn. Thôi, tao 2 mày 8 đi, chứ mày để tao 1 mày tham thế. Tham cái gì hả? Đấy là cái giá mà mày phải trả bởi vì mày quên không cởi trói cho tao nhá. Nếu mày là tao ấy, bị trói vào gốc cây để đến tối ấy, mày cũng làm như thế thôi. Biết thế tao để mày ở đấy luôn. À, cái thằng này mày. À, nay có trò gì mới hả bạn ơi? Mới chứ. Đây, hay phết đấy, hồi này chúng mày toàn nghĩ ra mấy cái trò độc lạ ấy. Hay. Duyệt. Duyệt cái gì, cái thằng tội phạm truy nã này. Bọn tao bắt mày đổi tiền thưởng đấy. Chơi bời gì? 100 triệu đấy Hiếu ạ. Người ta treo thưởng như thế thì là còn truy nã nữa, tao bị truy nã. Tao bị tội gì mà tao không biết nhỉ? Lát nữa người ta đưa tiền thưởng đến cho bọn tao ấy thì mày sẽ biết thôi. À. Hùng, gọi điện đi. Tao lại quên điện thoại ở nhà rồi. Mày không được một cái việc gì luôn ấy, thật sự ấy. Bực hết cả mình. Mày tao hết tiền rồi. Cái bọn này chơi bời chả chuẩn bị gì cả. Đây. Đây, tạm với tao này. Thế mượn đi nhá. Rồi mượn. Trời ơi, nhỡ nhàng tí thôi mà. Trời ơi, chơi với cho mời, chuẩn bị không chuẩn bị. Bố tao vừa lạp cho tao đấy. Long tổ 2. Ô, sao lại số của Long tổ mày? Hả? Giữa xe nào, cái gì đấy? Tao gọi đây mà, số Long tổ. Thế đây số nó mà.
Đây là cái số điện thoại phụ của nó, hiểu không? Cái số này nó mua chỉ để lập tài khoản game thôi. Mà cái số này mình tao biết rồi. Mỗi lần mà không gọi được số chính ra, tao toàn nháy số này để cho nó lấy số chính nó gọi lại cho tao mà. Đấy, ngay lúc đầu mình thấy chuyện này có gì sẽ sai rồi. Nóng thế. Đi ra mà xem. Gì đấy? Ô, sao lại anh thẻ của tao nhỉ? Bảo sao mất một cái. Úi dồi. Thế là như nào nhỉ? À, Long ơi, cái ảnh này mà đem dán vào hồ sơ thi thì có mà giám thị nhìn phát đã đổi về luôn đấy. Trong mặt không khác gì con chi hua hua ấy. Cái gì đây? À, hôm nay tao lên trường tao lấy cái ảnh để về dán vào hồ sơ thi đại học ấy. Thầy bảo cầm về đưa cho mày. Trông là cũng có tướng đấy nhỉ. Tướng gì? Thôi, tao không nói đâu. Mất việc cái lòng vòng nói sao nào? Thì tướng mất dạy. Cái thằng này hôm trước thằng Long có đánh bạn ở trường. Không phải đâu ạ. Thằng Long mày chết mới thằng. Mày tưởng mày chạy vào nhà mày thoát à? Không có đâu. Mày thật nhớ ai chơi trả cháu hả? Mày cứ đợi đấy. Bác này ơi, thằng Hiếu nó giỡn bài kiểm tra đều không ở góc vườn nhà chú Tuấn á. Bố ta không có nhà nha. Đấy, nó tức tao quá nên nó mới cầm ảnh tao nó đi dán lung tung đấy. À, ra là thế. Nhưng mà... Mà cái lũ chúng mày bạn bè thế à, hả? Thì tao thấy ở trên phim người ta hay săn tiền thưởng thế mà. Này tao tưởng nên tao mới... Tưởng móc mắt. Tao đã bảo là mày xem ít phim thôi. Mày im một. Điệp dài này đi chứ nhã. Kinh nhật. Mắt cái chỗ lôi nhìn. Bắt rồi. Bắt. Chúng mày bắt cái gì? Ê, tao về đã, mẹ tao gọi. Chú à, cháu bắt đầu về chú à, cháu ra chú à. Cháu bắt cào bắt châu chấu. Đưa tao tờ giấy đằng sau đây. Giấy nào á? Đâu? Đưa đây, tao đây. Đây ạ. Ôi dồi. Vợ mới chẳng con. Uống bia có tí mà dán giấy truy nã. Ở nào?